Chỗ này là có một xe ô tô, nó kiểu là mất phanh ấy, xong là nó phi từ trên dốc thì phi xuống qua này. Đó, xe này, cái xe mà kia nó cũng giống như kiểu cái xe này này. Đấy, xuống dốc mất phanh, mất lái, phi thẳng vào cái nhà trong này. Cái này nó mất phanh hả chú? Nó bị lửng mò. Lửng mò, thế là nó mất phanh, nó phi thẳng đây luôn à? Thì lửng mò rồi thì phanh, thì nếu ăn được nữa thì tộc tộc lao ở đây. Sợ nhờ cái bờ cao này nó nhảy vào đây được rồi. Này đi à? Vâng. Bờ cao này nhảy vào đây luôn. Cái xe này nó có chở hàng gì không? Có chứ, đá bên trong đầy. Ồ, trong này có đá luôn á? 1, 2. Vâng. Xe hết à? Sợ nhờ. Ở cũng xe đây, còn anh em chúng con thôi, trong tôi của anh thôi. Cái này là người ta bảo là con xe cổng lông chở đá thôi, chở từ trong cái dốc ra này. Không là mất phanh, lửng mo. Lửng mo thì không phanh được ấy, không mà phi thẳng vào trong cái nhà này. Mà trong cái nhà này cái bờ nó rất là cao luôn nhá. Ờ, cái bờ cao mà nó vẫn qua được nhỉ. Sợ thật. Xe cái xe máy để xe điện để đây á. Cái xe ba bánh này làm ý vào đây mà không trúng. Ê, giỏi nhỉ. Cái xe này ở chỗ này từ đầu đến giờ mà không trúng rồi, nó phi phát đây luôn. Bay cái cột nhỉ, mấy cái cột sợ chưa. Cột kia. Đây là cái thùng dầu nhỉ, thùng dầu nó chảy, vỡ chảy lênh láng này. Sợ thật. Chứ bây giờ có ai bị làm sao không ạ? Không người, không có gì, may quá. Lái xe không có gì luôn. Mà không có người ở đây nữa nhỉ? Có người trong. Cái này nó bị tới mấy giờ cơ? Sợ nhờ ô tô nó lao một phát vào trong này. Có nghĩa là từ cái đường bên trong kia, đường kia nó không phải là dốc lắm đâu nhá, dốc vừa thôi. Mà nó phi một phát sang bên này luôn. Chồng ngựa này, bây giờ mình vào chỗ này. Ôi, đá này. Người ta bảo là xe đang chở đá mà. Mà cái quán này là cũng mới xây nhá. Mình vô tình mình đang đi qua đây thì mình thấy một quả ô tô là phi thẳng vào nhà dân này. Thế là mình quay lại cho các bạn xem. Ô tô này chở đá các bạn này. Công lông chở đá. Xe này xe 7 khối. Đâu rồi, phi một phát vào trong này. Vỡ hết bao thứ này. Chưa bao giờ thấy có cái vụ nào mà nó như thế này. Bây giờ đang đợi để chờ bảo hiểm cẩu lên. Đâu rồi, trong này đá này các bạn này. Rồi là tủ các thứ là vỡ hết. Bây giờ phải hót đi nhờ chú nhỉ. Chắc máy móc hỏng nhiều thứ lắm đấy nhờ. À hỏng nó quan trọng, hỏng thì sửa, nhưng mà không hỏng là được rồi. Ui, vỡ hết cả cửa kính này. Cửa kính này. Rồi là các thứ đã bắn tung tóe ở trong này luôn. Đây là một cái cửa hàng mới, người ta cũng mới mở ấy. Ôi. Đầu xe này. Đầu xe này. Ôi, đây cái cây này. Cây này người ta cũng mới trồng, nó đang ra mầm lá này. Phi thẳng vào cây. Đổ ở trong này. Các thứ. Trong này là toàn đồ điện tử, điện lạnh. Máy giặt rồi là tủ lạnh các thứ. Đây là cái cửa kính luôn. Vỡ bay cả cửa kính luôn. Tự nhiên này thành một đống đá ở trong nhà này. Ôi, bắn một phát vào trong này luôn, sợ chưa?
cửa kính các thứ. Cửa kính ở bên trong, nói chung là bên trong này là đá bắn tung tóe luôn. Tủ lạnh, máy giặt, tủ lạnh, Fuliki, máy giặt các thứ. Bây giờ phải thuê người đi hót. Đúng đá to bự chưa? Sợ thật, một con ô tô phi thẳng vào nhà, cái cột kia còn bay hết này. Đây là cửa cuốn nhá các bạn nhá, cửa cuốn kìa. Đó. Cửa cuốn kia mà nó còn bay cả cái cột. Sợ chưa? Vụ này ác ấy nhờ. Nắng gió vùng cao. Nắng gió vùng cao. Đồng nghiệp. Cái gì anh, cái gì? Quốc Tân An TV của Cộng Tây Bắc. Dạ. Yeah. Quốc Tân An TV của Cộng Tây Bắc. Tên dài thế. Nó còn chờ được lên này ác nhỉ. Đánh lên xem nào. Đánh tên cho mình xem nào. Đây thành một đống đá ở giữa nhà này. Ôi, cái xe này nó may là nó chỉ lao vào đây nhá, nó không bị thương về người và của, thì không có người thì không bị làm sao. Không gây thiệt hại về người, chỉ gây thiệt hại về của thôi. Lái xe cũng không việc gì. Cái xe này cũng nhảy được ra. Lúc này lúc mà cái xe lao đây này thì cũng có người, nhưng mà người ta không đứng ở khu vực này mà đứng chỗ khác. Cái khu ngoài kia là người ta vẫn đang tên một đăng ký đó. Ok. Cái nào nắng gió vùng cao à? Ờ. Thế về mình đăng ký ủng hộ bà người ta. Rồi. Mạnh khỏe và thành công nhá. Rồi, ok. Đó. Đây là mình đang đứng bên trong này, bên trong là người ta đang dọn dẹp đống đá các thứ. Thôi đi giờ ra chỗ khác bạn nhá, ra cái chỗ đầu ngoài một tí cho nào. Bên ngoài thì rất nhiều người đông người xem. Ở đây có cái xe ba gác màu, xe ba gác mà không được gì luôn, nó phi kiểu gì mà không trúng cái xe ba gác này. Xe ba gác này không trúng này, nhảy một phát đây luôn, thế mới ảo cơ, ảo tung chảo luôn, không ăn tí nào, không trúng cái xe này mà phi thẳng vào trong nhà. Cửa xếp các thứ. Mẹ thì nó ngoái khổ quá, một dàn xe từ đây đến đấy luôn. Mà sơ sẩy một tí là chết. Các bạn thấy là bánh sau này chồng ngửa. Riêng cái thùng dầu này nằm mùi quá. Thùng dầu này nó bẹt hết này, xong rồi chảy lênh láng này, sợ giờ toàn mùi dầu này. Cái này mà gặp lửa thì rất là nguy hiểm luôn. Bánh với cái thứ này, đầu xe này. Đây là khu vực đầu xe lát bét vẹt luôn. Bên trong này có rất nhiều thứ, xoong nồi, chậu chảo, các thứ là tung tóe hết ở đây luôn này. Sợ chưa? Mất như kiểu họ bảo năm bị lửng. Lửng không phanh được, lửng số không phanh được. Mà cái xe này xe chở đá vào trong cái mỏ trong này. Mỏ trong của xe đá ở đây này. Bây giờ nó đang chờ bảo hiểm người ta đến giải quyết, xong là chờ để cẩu ra các bạn ạ. Cẩu ra cái này là cả một vấn đề đấy, bây giờ phải tháo cột, tháo mái. Hy vọng là mình sẽ quay được cái đoạn mà người ta cẩu ra, đang chờ để cẩu ra, chờ giải quyết bảo hiểm đang xong là mới được cẩu ra. Chứ từng có trong lịch sử các bạn ạ. Mình vô tình mình đi qua đây rồi. Vô tình đi qua đây xong mà thấy có một vụ mà xe nhảy cả lên nhà này. Nhảy cả vào trong hiên nhà. Xong mình đứng lại mình quay cho bạn xem.
như kiểu của những cái xe đá này này. Đây là xe đầu kéo, còn những cái trong này là trong này có cái mỏ đá, những cái xe công lông to, xe công lông nhỏ nối đuôi nhau đi vào trong này. Có một xe này thì là phi ra đây. Thôi tốt nhất là mình tránh chút khác, cái này quá là nguy hiểm. Sợ chưa? Trong này người ta đang hót. Đấy. Rất nhiều người đến xem này. Đi đi. Không phải hóng. Nó phi từ trên dốc kia xuống, cái dốc kia thì nó cũng không phải là quá là dốc đâu, nhưng mà kiểu nó mất phanh ấy, xong là về lửng số không phanh tí nào luôn. Phi một phát ở đây, nhảy lên cái bờ cao này. Bờ này cao tầm khoảng 60 phân. Bờ này cao 60 phân. Chào chú nhé, chú ấy, ở người gần đây chú. Không biết là cũng vừa đến thôi, nhưng người bắt sát rồi. Sợ nhảy nó phi ác nha. Chắc là mất phanh. Bày hết cả cái đằng trước này. Càng lúc thì mọi người đến đây càng đông xem. Toàn mùi xăng dầu luôn nhỉ. Cái này phải đợi đến tối người ta mới kéo cầu lên được nhỉ. Đang đợi bảo hiểm giải quyết xong bắt đầu mới cầu lên được. Cái gì ạ? Vâng. Cái này nó bị từ lúc mấy giờ hả cô? 3 giờ. Dầm một cái nhỉ. Người ta bảo cái này xe phi ở đây lúc 3 giờ này. Đây là những cái xe như kiểu kìa. Có một cái xe kia cũng đang đi xuống kìa. Trong này là có cái mỏ đá. Cái tay chở đá đi các nơi ấy. Đấy. Xe đang ra có rất nhiều người đứng trước kia, cực kỳ nguy hiểm. Xe giờ nó nguy hiểm. Đấy, đứng gọn vào đi cho xe nó qua. Đây xe đứng đang đi vào đi. Rất nhiều người đến đây để hóng xem. Đấy, ở đây là cái ngã ba, trong này có mỏ đá mà xe vào xe ra liên tục. Tật. Đấy, xe thì xe điện này đứng chỗ này không có gì luôn. Không mà chỗ này nó mới lật sang kìa. Nặng quá, trên nặng quá nó mới lật sang. Nó mà hút vào cái xe điện này chắc là bẹt dí luôn. Đấy, hút vào đưa phát là nặng nó mới lật sang. Chéo phát là lên trên đây luôn. Ngày thì gãy bố cầu. Án đã bị thì chắc chắn nó sẽ cái đoạn bên kia nó hai cái bánh nọ bánh kia kìa. Cầu trước hỏng rồi đấy. Cầu là trước rồi lủng lẻo rồi đấy. Đâm vào vừa cả cây cả chỗ kia nó mạnh quá. Đấy, xe kia bây giờ không ra không vào được rồi. Cái này là thằng này phải lùi lại cơ. Đấy. Trước kia thì có cái xe đang vào, xe thì đang ra đang trục chặt ở đây. Chắc còn vẫn đi qua được. Rất nhiều người đến đây hóng. Đấy, người đi cũng đứng đây này. Đứng đi xem. Rất là đông luôn.
sợ nha. Ra đây hóng tí. Xe chồng ngửa luôn. Xe chồng ngửa luôn các bạn ạ. Vỡ hết cả thùng dầu các thứ, bánh các thứ. Bánh để vỡ trục. Trong này là có cái đất đá, chở đá mà. Cây bật gốc luôn này. Chỗ này người ta trồng một cây này xong là bật gốc này. Nó bật gốc luôn này. Đó. Thấy chưa? Bật gốc luôn. Dầu nhất vẫn đang chảy này. Dầu hộp số các thứ. Ở đây nặng mùi quá. Đống đá rất là to luôn, cái này bây giờ hót đi. Cái này bây giờ chỉ có thuê người hót. Bảo là bên này mà hai vợ chồng bên này. Ui, cao quá. Quá là dã man luôn, sợ. Cao thế mà nó còn bay lên như lại. Nhảy một phát lên luôn nhỉ. Nếu nhà thấp thì chắc là nó phải rút ra tít đằng kia. Nhà thấp nó đè cho bẹt, nhà rụng cái đổ hết cả nhà luôn. Nhà như bình thường ấy, cái này còn làm sao. Nhà mình thường nó đâm chắc là đổ nhà luôn rồi. Đổ, lại còn đổ chứ phải ra tận cái suối này mới đứng lại. Đấy. Vì tốc độ cực kỳ là cao luôn. Nhà này bán đồ tổng hợp. Sợ nhỉ, may này. Ai, này ông Tuyến không ngồi đây sửa cái gì. Bình thường vẫn có người ngồi đây sửa máy các thứ mà. Sửa máy mà. Đấy. Một loạt xe người ta đi ra này đấy, những cái xe đá tất đá kìa. Nó mất phanh từ cái đoạn trên đỉnh kìa. Không phanh được nó phi xuống đây. Chứ không phải là mất ở ngay đâu nhá, ngay đây đâu nhá. Mất ở trên đỉnh kìa. Đấy, xong rồi nó phi xuống đây, tốc độ cả cao lớn. Nó bật một phát. Bây giờ là đang đợi để bảo hiểm giải quyết xong cái cầu nha. Chắc là người ta cũng làm nhanh thôi để khắc phục hậu quả, bởi vì là nhà bán hàng. Lúc cái xe này mà nó xuống đây thì là may là không có ai đi qua đường nhá. May là không ai qua đường nên là không đâm trúng ai, với cả trong quán cũng có người. Mình thường vẫn có người sửa ở đây này, sửa ở đây, nhưng mà hôm nay này lúc xảy ra cũng ngoài đây luôn. Nếu cả đường này may là cũng không có ai đi qua đường này cơ. Nó phi với tốc độ cực kỳ là cao, một phát sang ngang đường luôn. Đó. Bình thường thì đi qua ngã ba ngã bảy thì các phương tiện sẽ đi từ, nhưng mà kiểu là con này mất lái đi một phát. Còn là sang đường bất ngờ ấy, may là không có ai đi qua đúng lúc đấy nhá, không người nó phi vào thì chắc là hậu quả thật là ghê gớm.